Hello, xin chào toàn thể cô chú anh chị đã trở lại với ô tô cũ Sài Gòn. Ngày hôm nay thì Khánh gửi cho cô chú anh chị một mẫu xe cũ chính hãng Toyota Yaris. Con này thì bên Khánh đã làm đẹp xong xuôi hết rồi. Ngoại thất, nội thất đánh bóng sạch sẽ, rất là tươm tất luôn anh chị. Xe này thì nhập khẩu Thái Lan, sản xuất 2019, mang nước sơn màu đỏ nha anh chị. Trang bị động cơ 1.5 hộp số tự động, đi rất là nhỏ gọn luôn. Anh chị nào mà chúng ta muốn bổ túc tay lái nè, hoặc là mình mua cho các chị để mình đi chợ búa, đưa đón con cái đi học, đi mua sắm, rất là hợp lý nha. Tại nó là cái bản hatchback, nó bị mất cái đuôi rồi, cho nên nó dễ ve mà cũng dễ kiểm soát lắm anh chị. Nhỏ gọn, rất là tiện lợi ha. Mà màu đỏ nữa, mấy chị đi rất là hợp nè. Đó, để dành chúng ta đi gia đình hoặc là đi du lịch gần xa cũng rất là tiện. Con này thì tiết kiệm nhiên liệu là cũng bằng Vios luôn. Đó, chạy ít hao lắm anh chị. Còn rất là mới, đăng kiểm còn tới tháng 9 2024, đường bộ cũng vậy luôn nha anh chị. Đó. Mẫu mã form dáng thì y chang chiếc Vios, chỉ có cái khác là nó cắt cái đuôi nó bỏ thôi. Nó thành bản hatchback thôi. Chứ thực ra là nó nè, động cơ, hộp số là của Vios hết nha anh chị. Y chang luôn. Y chang một chiếc Vios G, thậm chí đèn nè, cũng sử dụng chung một bộ đèn của Vios. Đèn chúng ta sử dụng bóng halogen, vẫn có bóng đèn ban ngày auto cho chúng ta ở dưới đây, y hệt luôn, ánh sáng trắng đó. Đèn sương mù cũng vậy nha anh chị. Ốp đèn, ốp nhựa cản đồ y hệt luôn. Nếu mà nhìn đầu xe anh chị cũng khó mà phân biệt được đâu là Yaris mà đâu là Vios 2019 bản G, nó giống nhau dữ lắm. Chỉ có cái mâm này anh chị coi ha, cái mâm nó khác thôi. Cái mâm chúng ta là vỏ là đã thay 2020, và cái mâm này là mâm zin heo xe. Xe này thì hiện tại lăn bánh được 64.000 cây số nha anh chị. Đó. Chất xe còn rất là rin luôn. 64.000 cây số. Đó, anh Khánh mở cho anh chị coi cái phần nội thất nè. Xe nội thất màu be là màu zin của xe, nhưng mà tới thời điểm bây giờ vẫn còn giữ được chất zin. Anh chị coi cái màu nè. Đó, đục lỗ lưng ghế, yên ghế sạch sẽ dữ lắm luôn. Đó. Không phải là Khánh dọn mà nó lên được vậy đâu, mà do cơ bản chủ xe giữ cũng kỹ lắm. Màn hình zin heo xe nè. Anh chị nào mà chúng ta muốn lên màn hình Android thì mình lên một cái để đi có cảnh báo làn đường, nó có cảnh báo tốc độ, nó tiện hơn. Đó, dàn lạnh tự động, tay nắm còn mới ken luôn. Đó, anh chị coi, mình không nghĩ là đây là một chiếc xe 2019 mà đi 64.000 cây đúng không anh chị? Đó, mới dữ lắm, mới luôn á. Đó. Rồi nè, ban ghế sau nè anh chị coi nè, không có nhăn nhúm gì hết nha. Toàn bộ đây là toàn bộ là zin hết, và Khánh chỉ có là vệ sinh, tẩy rửa, hút ẩm, tách mùi, diệt khuẩn cái phần nội thất cho anh chị thôi. Còn lại là để y thinh vậy luôn, không có sửa chữa gì nội thất hết. Phần phía sau thì cũng rất là gọn gàng nha anh chị. Ở phía sau mình có trang bị hai cái cảm biến da nè. Đó, có camera da đầy đủ cho anh chị hết nha. Một chiếc xe nhỏ gọn, có phim cách nhiệt, viền che mưa. Rồi, tới cửa bên tài ha. Khánh sẽ quay chi tiết từng cái cửa cho anh chị coi luôn. Xe bên Khánh đã làm đẹp Marukuri rồi thì anh chị cứ yên tâm. Tại vì phải kiểm tra 176 hạng mục, rồi ra một cái chứng nhận cho anh chị nữa, bảo đảm. Không gian bên trong ngồi thì cực kỳ rộng luôn anh chị, giống như là Vios vậy đó. Nhưng mà có kẹt cái là cái cốp nó nhỏ hơn Vios thôi, chứ ngồi bên trong thì vẫn là rộng nha. Đó, ngồi thoải mái, không có bị gò bó gì hết nha. Đó. Vô lăng thì chúng ta cũng cơ bản thôi, cũng có âm lượng điều chỉnh này nọ, mà không có, chưa có rule control. Đây cũng là một cái điểm trừ của xe khi mà chưa có rule control, nhưng mà cũng không có quá, không có đáng để anh chị quan tâm, tại vì nó cũng nhỏ thôi. Cái này anh chị ra ngoài lắp 30 phút là xong, là có rule control cho chúng ta. Quan trọng là chất xe, anh chị cảm thấy nó đẹp, nó ưng ý là được rồi. Đó, trần nỉ zin, trần đen, đó, đèn đớm hoạt động bình thường nha anh chị. Bên Khánh sẽ bảo hành cho anh chị xe này 1 năm, hộp số và động cơ để chúng ta an tâm sử dụng. Đồng thời là sẽ cam kết chất lượng xe là không có đâm đụng ngập nước gì hết, để chúng ta an tâm ha. Mua xe chính hãng thì anh chị không có cần phải lo những vấn đề đó đâu. Rồi, để Khánh giật capo cho anh chị coi. Sẵn tiện đây thì Khánh quay cho anh chị coi phần gầm. Khi mà anh chị đi coi xe cũ, anh chị nhớ để ý dùm Khánh ha. Ngập nước hay không là anh chị cố gắng khơm xuống đây coi nó có bị xét hay không. Tại vì nước nó lên tới sàn xe rồi thì chắc chắn nó sẽ xét những chỗ dưới đây. Dưới yên ghế cũng vậy nên anh chị coi kỹ dùm Khánh ha. Đó. Đây là một trong những cái thủ thuật mà mình đi coi xe cũ.
Xe nào cũng vậy hết, 10 chiếc như một, nếu mà đã ngập rồi thì nó lên tới sàn rồi thì chắc chắn nó sẽ bị sét. Có những cái này thì chắc chắn cơ bản thì anh chị cũng đã biết rồi, nhưng mà Khánh cũng nói thêm để anh chị nào chúng ta lần đầu đi coi xe mình để ý. Máy móc thì con này thì bên Khánh dọn rửa xong hết rồi anh chị, mới tin luôn nha. Cabo rin heo xe nè, đó sùng chỉ rin từ trước cho tới giờ luôn nha. Đó, mới ken hết ha, động cơ dọn rửa sạch sẽ luôn. Đó, từng chi tiết một làm đẹp rất là sạch. Cái số máy nằm dưới đây anh chị thấy rõ luôn á. Đó. Một chiếc xe 2019 nhỏ gọn mà anh chị lại được vay ngân hàng nữa. Con này bên Khánh hỗ trợ lên đến 70% lận nha. Rồi, đây là Toyota Yaris 2019, xe mang nước sơn màu đỏ, 64.000 cây số, nội thất còn siêu đẹp nha anh chị, chỉ 490 triệu thôi. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau.